Diễn biến mới nhất vụ Ngô Hoàng Anh, Pháp Under 30, bị tố gạ tình nữ sinh trung học. Ngô Hoàng Anh, người vừa được Pháp vinh danh gương mặt trẻ nhất trong danh sách Under 30, dính vào sờ can đồ quấy rối tình dục nữ sinh chưa đủ 18 tuổi. Ngày 15 tháng 2, Pháp Việt Nam công bố danh sách Pháp Under 30 với 26 gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Chỉ một ngày sau đó, Ngô Hoàng Anh, gương mặt trẻ nhất trong danh sách, bị tố gạ tình nữ sinh. Cô gái được cho là nạn nhân tên Nhi. Người đăng bài tố Ngô Hoàng Anh quấy rối tình dục Nhi khi cô đang học lớp 10 còn Hoàng Anh đang học đại học. Trong ảnh chụp tin nhắn được cho là giữa Hoàng Anh với Nhi, anh này dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã, nhắc đến chuyện nhạy cảm khi Nhi chưa đủ 18 tuổi. Sáng ngày 17 tháng 2, Fox Việt Nam chính thức phản hồi về ồn ào. Trên fanpage, tổ chức này cho biết, Fox Việt Nam đã nhận được thông tin. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan. Fox Việt Nam sẽ sớm thông báo tới quý bạn đọc khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ. Hiện, tổ chức này đã tạm gỡ thông tin của Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Fox Under 30 Việt Nam năm 2022. Ngô Hoàng Anh sinh năm 2000, được phó vinh danh trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Anh được phóp nhắc đến với tư cách trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo phòng chống COVID-19. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngô Hoàng Anh du học Pháp tại Đại học COLE Polytechnique, chuyên ngành toán kinh tế và toán máy tính. Năm 2020 khi trường tạm đóng cửa vì đại dịch, anh về nước, tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin phòng chống COVID-19. Anh điều hành nhóm xây dựng mô hình dự báo COVID-19 của Việt Nam. Mô hình này của Ngô Hoàng Anh và các cộng sự đã được ứng dụng dự báo hai đợt bùng dịch tại Hải Dương và Bắc Giang. Nhóm cũng mang mô hình đi trình bày tại Hội nghị Bệnh phổi thế giới The Union lần thứ 52 và Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Quốc gia lần thứ 8 năm 2021. Hiện Ngô Hoàng Anh đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cống hiến cho y tế. Anh theo học thạc sĩ ngành Dịch tễ học thống kê tại Trường Y trực thuộc Đại học Edinburgh, Anh. Theo hồ sơ LinkedIn, anh có khá nhiều hoạt động nổi bật như dạy toán và tiếng Anh tại tổ chức thiện nguyện Bờ Doz Sugar. Cô vấn toán hè Nam Việt Nam năm 2018, giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2018.